3 con, sảy 2 con, sảy 3 con. Lê lê
xài 4-5 con mà lên tới đây rớt. Nó bị có sai đó anh. Mà lưỡi hết sóc rồi. Lưỡi của anh hết lưỡi của em hết sóc rồi. Cái lưỡi con chúng đi hết sóc rồi, đánh nó cứ bị tuột. Chục nhát rồi, xảy 4-5 con ở đây rồi. Chạy đang chạy cái xúc ra không à? Hả? Em hết lưỡi rồi, em chuẩn bị đâu mang lưỡi nhiều đâu. Anh có chút bi đó không? Drip phong đánh đảo anh ta. Rồi em đánh thử anh drip phong thử. Ơ sao dây kỳ vậy? Đâu anh bật anh chụp bull hả? Căng à. Kìa nó quậy kìa, nó quậy kìa. Chém rồi, chém. Chụp buôn rồi. Giờ cho nó tươi. Trời ơi, không để rắc như vậy thì sao, có chẹm nó chụp là đứt nữa. Chồng 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 nè. Dạ. Ký luôn á. Cái đuôi kìa. Má cái đuôi kìa.